Tính tới cái thời điểm mà mình bắt đầu quay cái video này thì mình đã sạc cái đồng hồ của mình rơi vào khoảng 7 ngày trước. Và tới thời điểm hiện tại mình có thể show với bạn coi luôn và nó vẫn còn tới 47% pin. Bật toàn bộ những chức năng quan trọng của đồng hồ, đo sức khỏe, đo nhịp tim, đo giấc ngủ, bật mọi thông báo luôn. Mà 7 ngày rồi mà vẫn còn tới 47% pin. Thì có thể nói mình xin lỗi các bạn luôn. Có thể là maybe là trong cái bài đánh giá chi tiết con Honor Joyband này, mình sẽ không thể nào đưa ra cho các bạn biết cái thời lượng sử dụng pin tối đa của cái mẫu đồng hồ này là bao lâu, bởi vì nó quá là trâu rồi. Thì trong những video trước đây thì các bạn cũng để ý, thì mình đã làm một cái bài gọi là review về cái mẫu đồng hồ là Huawei Watch Fit 3. Thì cái mẫu đó được rất là nhiều bạn quan tâm và hỏi han về cái mẫu đồng hồ đó, bởi vì đó là một cái mẫu đồng hồ mà có thể nói là best choice trong cái tầm giá là 2 triệu. Nhưng đâu đó cũng có một số bạn hỏi mình là nếu như mà là một cái hầu bao thấp hơn, cụ thể là dưới 1 triệu, thì có mẫu đồng hồ nào mà theo dõi sức khỏe nó ngon lành hay không? Thì tất nhiên là có rồi, có khá là nhiều hãng. Nhưng mà trong khoảng chừng 2 tuần vừa qua thì mình đã tiến hành mình xài thử cái mẫu Honor Joyband này. Và mình đánh giá là với cái mức giá rơi vào khoảng gọi là 600-700 nghìn các bạn sang sale nha, thì đây là một cái mẫu smartband rất là đáng mua luôn. Chi tiết như thế nào hãy cùng mình tìm hiểu trong video đánh giá ngày hôm nay nhé. Không rõ là có phải do là Honor với Huawei là hai anh em hay không, bởi vì Honor thì trước đây là công ty con của Huawei, bây giờ thì tách ra độc lập rồi, nhưng mà người ta đồn là vẫn là có liên quan tới nhau. Nhưng chính vì thế mà mình thấy những cái điểm hay mà mình rất là ấn tượng ở trên cái mẫu mà Huawei Watch Fit 3 như thế nào á, thì trên con này cũng có những cái điểm mà mình có một cái cảm giác, một cái cảm xúc y chang như vậy mà khi mình đeo nó trong vòng 2 tuần ha. Cái điểm đầu tiên mà mình nói, cái điểm đầu tiên mà mình đã từng nói trong video trước đây rồi, đó là làm gì thì làm, cái đồng hồ của các bạn mà có đẹp tới đâu, có nhiều chức năng tới đâu nhưng mà nó quá nặng nề, đeo nó mỏi tay thì xài một thời gian các bạn cũng sẽ chán mà thôi. Thì con này đeo rất là nhẹ nhàng nha, bởi vì cơ bản của nó mà nói thì nó là một cái mẫu, hay nói là cái tên của nó là Honor Joyband chứ không phải là Watch, cho nên các bạn có thể gọi nó là đồng hồ thông minh cũng được, hoặc là một cái vòng đeo tay thông minh, cho nên nó hướng tới cái sự nhỏ gọn. Chính vì nó nhỏ gọn như vậy thì nó sẽ phù hợp với không chỉ là những bạn nam mà các bạn nữ cũng đeo cực kỳ thoải mái luôn. Chứ mà bây giờ mà các bạn mua một cái đồng hồ mà nó to bự quá, chẳng hạn như là Apple Watch Ultra đi, hay là Apple Watch bình thường thôi, thì cũng có rất nhiều bạn nữ họ nói là đeo rất là nặng tay rồi, thì mẫu này đeo vô cùng là thoải mái và nhẹ nhàng luôn. Chính và một điểm nữa mình cũng cần phải lưu ý luôn, thường thường những cái đồng hồ mà có đo giấc ngủ á, thì nó phải nhẹ, bởi vì nếu mà nó nặng quá thì sẽ không ai mang ngủ cả, nó đã mang cả ngày mệt mỏi rồi về còn phải đeo cái còng ở trên tay để ngủ thì nó hoàn toàn không hề tối ưu chút nào. Cái điểm thứ hai mà mình ấn tượng ở trên con này đó chính là về cái màn hình ha. Thì ở đâu đó nếu như mà bây giờ các bạn mà lướt Shopee, các bạn lướt TikTok Shop mà trong tầm giá khoảng chừng mình nói là khoảng 500-600 đi ha, thì đa phần những cái đồng hồ thông minh mà tính từ những thương hiệu không quá nổi tiếng thì họ sẽ xài một cái màn hình IPS LCD. Thì cái nhược điểm mà của cái màn hình mà IPS LCD đó chính là cái màu đen nó không có sâu, màu nó hơi nhợt nhạt và cái góc nhìn nó thấp. Thì ở trên cái mẫu Honor Joyband này chúng ta có một cái màn hình kích thước là 1.64 inch, tấm nền AMOLED, số điểm ảnh lên tới 326 ppi. Thường thường mà trên 300 là các bạn thấy là gần như là các bạn cũng không thấy điểm ảnh ở trên cái mẫu đồng hồ này rồi. Thì trong quá trình mình trải nghiệm cái mẫu đồng hồ này á, thì có thể nói luôn nó mình rất là thích khi mà nhìn vô cái màn hình này, bởi vì thứ nhất là cái màu đen nó sâu, cái thứ hai là những cái màu sắc mà nó hiển thị á, nó vô cùng là sặc sỡ và sắc nét luôn đó, cho nên là làm cho mình có một cái cảm hứng mà khi mà mình nhìn vào, đúng không? Chứ mà cái màn hình mà nó nhợt nhạt quá thì nhìn vô nó cũng rất là chán. Rồi một cái điểm nữa, và còn một cái điểm nữa đó chính là cái độ sáng màn hình này lên tới 500 nits. Chính vì nó độ sáng màn hình cao như vậy cho nên là mình thoải mái xài không chỉ là ở trong nhà và ở cả ngoài trời luôn. Khi mà đặc biệt đó nha, khi mà mình đi ngoài đường, khi mà mình có thông báo, cuộc gọi, Zalo, tin nhắn này nọ đó thì mình đọc rất là thoải mái luôn. Đọc mà gần như là mình không cần phải dùng cái tay mình che lại để mình đọc đâu. Mình cứ để ra mình coi như vậy thôi là nó đã ổn rồi. Và một cái điểm nữa các bạn cũng cần lưu ý là chính vì cái màn đồng hồ, nếu mà các bạn để ý kỹ nha, đó là cái phần viền bên dưới cái đồng hồ này nó khá là dày, cho nên nếu như mà đồng hồ này mà nó xài cái màn hình IPS đi mà cái phần đen của nó không quá là sâu mà nó là màu xám xám đi thì đảm bảo luôn là lộ rõ ngay cái phần viền dưới này. Còn bây giờ thì không, mình nhìn vô cái đồng hồ này mình ưng ý hoàn toàn luôn, gần như là con mắt của mình không bị khó chịu bởi cái phần viền đen bên dưới nữa, bởi vì nó đen gần như là đồng bộ với nhau. Thì đây là một điểm rất là ấn tượng ở trên cái đồng hồ này. Một điểm nữa
mình nghĩ là chắc nhiều bạn sẽ không để ý, đó là khi mà các bạn mà lần đầu tiên mà xài những cái đồng hồ mà giá rẻ đi, đồng hồ mà xịn quá, nắm quá, mà mượt mà rồi chúng ta không nói nữa, thường thường đồng hồ khoảng dưới 2 triệu đi, thì các bạn sẽ để ý là có những đồng hồ sao các bạn vuốt á, nó có vẻ nó hơi giật giật, nó hơi đơ một chút xíu nó mới chạy. Còn có những cái đồng hồ nhìn vô sao nó nhìn nó đơn giản thôi mà sao nó vuốt nó mượt mà quá. Chẳng hạn như có đồng hồ này đi, như mình vuốt cho các bạn coi đây, vô cùng là mượt mà luôn. Đó chính là bởi vì cái tần số quét của cái màn hình ha. Nếu như chúng ta đã xài những cái màn hình điện thoại mà chúng ta quen là 120Hz rồi á, thì nếu như một cái đồng hồ mà cái tần số quét chỉ khoảng 30Hz thôi thì chúng ta sẽ thấy giật liền. Thì ở trên cái đồng hồ này, cái tần số quét của nó lên tới 60Hz luôn. Còn Huawei Watch Fit 3 mà lần trước mình review cho các bạn á, cũng là màn hình 60Hz nha. Những cái đồng hồ giá rẻ khoảng chừng 500-600 mà các bạn thấy á, thường thường nó không có cái tần số quét 60Hz đâu. Còn khi mà có 60Hz rồi thì cái cảm giác vuốt chạm nó vô cùng là mượt mà luôn. Và thêm một cái điểm cộng ở đây nữa, đó chính là cái mặt đồng hồ này khi mà các bạn nhìn vào tổng thể á, các bạn cứ nghĩ là đây là một cái mặt phẳng, nhưng mà không phải. Cái này là một cái mặt kính cong 2.5D và nó không chỉ cong ở hai cạnh bên mà nó còn cong cả cạnh trên và cạnh dưới nữa. Chính vì vậy nó sẽ rất tối ưu cho cái ngón tay của các bạn khi vuốt chạm. Đó, vuốt qua, vuốt lại, vuốt lên, vuốt xuống như vậy. Đây cũng chính là những cái thao tác mà các bạn dùng chính những cái đồng hồ này, cảm thấy là chúng ta sẽ không hề bị cứng tay hoặc là bị này nọ hết. Nhưng mà còn đối với những cái đồng hồ mà nó làm phẳng một đường thẳng luôn á, thì đôi khi chúng ta vuốt và vuốt lại nó bị cứng tay, nó đau tay, nó khó chịu, thì cái này nó hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Lại thêm một điểm nữa mình đánh giá cao trên chiếc đồng hồ này, 600.000 thôi mà chưa gì mình đã khen quá trời thứ luôn rồi. Bởi vì cái trải nghiệm đeo và cái trải nghiệm nhìn và cái trải nghiệm thao tác trên một cái thiết bị đeo tay là những thứ quan trọng nhất. Theo mình nha, là những thứ quan trọng nhất hơn là những cái tính năng khác. Rồi, và những cái điểm còn lại ở cái thiết kế của cái mẫu Honor Joy Band này, đó là cái tổng thể toàn bộ cái đồng hồ này thì sẽ được làm từ nhựa 100% nha các bạn. Không hề có một chút kim loại nào ở trong đây cả. Thì cái điều này nó cũng dễ hiểu thôi, với mức giá này thì chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi hơn nữa. Tới cái phần dây đi, thì cái phần dây mặc định của cái đồng hồ này mình đánh giá là đeo tạm ổn, nhưng mà nó thực sự nó chưa xuất sắc lắm. Phải chi mà cái này mà nó là một cái dạng hít 500 thì mình sẽ thích hơn, nhưng mà cũng không thể nào mà đòi hỏi hơn được nữa. Tất nhiên là cái dây này cũng là một cái dây khá là tiêu chuẩn ở trên thị trường, các bạn có thể hoàn toàn dễ dàng tháo ra bằng một tay. Ở đây có hai cái khớp ở đây, các bạn tháo ra và sau đó các bạn lên Shopee và đặt rất là nhiều những cái mẫu dây có thể tương thích với cái mẫu Honor Joy Band này về và phối theo cái sở thích của các bạn đó. Thì cái này cũng ok, không có gì phải nói cả. Và về phần mặt lưng thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có 4 cái đèn ở đây tương ứng với lại 4 những cái cảm biến dùng giúp cho việc theo dõi sức khỏe, như là đo nhịp tim, đo nồng độ oxy trong máu này nọ thì sẽ nằm ở đây. Cùng ngoài ra các bạn còn thấy là hai cái chấm ở đây nữa, thì hai cái chấm này chính là cái nơi gọi là hít 500 để có thể sạc pin được cho cái đồng hồ này. Rồi, và bây giờ đi tới cái giao diện của cái Honor Joy Band này đi. Thì đây là một cái điểm có thể nói là tùy gu của các bạn ha. Nhưng mà với mình thì mình khá là thích cái kiểu thiết kế của cái Honor Joy Band này. Nó đơn giản, nó dễ sử dụng, nó trực quan và nó cực kỳ gọi là dễ làm quen sau vài lần sử dụng. Nếu như mà các bạn mà mua cái mẫu đồng hồ này về để đưa cho bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ theo dõi sức khỏe của họ đi, thì chỉ cần vài thao tác là họ cũng có thể làm quen được rồi. Thì đây mình sẽ demo cho bạn coi luôn. Đó chính là cái thao tác của chúng ta ở trên đồng hồ này nó không quá phức tạp. Chúng ta sẽ chỉ có hai cái thao tác chính, đó chính là vuốt chạm ở trên màn hình và một cái nút ở ngoài đây, nút chức năng ở ngoài đây. Đó, hết rồi, không hề có thêm một cái nút nào nữa. Và cái nút này nhìn như là một cái núm xoay nha các bạn, nhưng mà thực sự nó không có xoay được, nó chỉ có tác dụng là nhấn thôi. Đó. Rồi, thì các bạn có thấy thì cái giao diện chính của khi mà các bạn mà bật cái đồng hồ này lên, đó chính là một cái mặt đồng hồ ha. Thì khi mà các bạn mà giữ lâu vô đây thì các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều những cái mặt đây. Rồi các bạn có thể lựa chọn được rất là nhiều những cái mặt đồng hồ khác nhau ha. Riêng mình á, thì mình sẽ sử dụng cái mặt đồng hồ này bởi vì mình thích cái này nhất. Bởi vì khi mà dùng cái mặt đồng hồ này thì nó sẽ cho mình coi được không chỉ là giờ giấc nè, không chỉ là giờ giấc, có luôn thời tiết, có luôn thời lượng phần trăm pin còn lại, số calo mình tiêu thụ, số bước chân mình đi và số và cái tổng thời gian mình tập thể dục thể thao một ngày nó như thế nào, thì nó sẽ hiện đầy đủ trên đây. Và khi mà các bạn mà sử dụng cái phần mềm mà trên điện thoại di động á, thì các bạn sẽ có hơn 100 cái mặt đồng hồ khác cho các bạn tự do phối theo cái sở thích cá nhân của các bạn. Nói chung là nhiều lắm, sao không có hết đâu. Từ cái mặt này khi mà các bạn vuốt sang trái sang phải á, thì sẽ là hiện những cái tính năng chính ở trên cái đồng hồ này. Chẳng hạn như là khi mà mình bắt đầu mình vuốt qua bên tay phải đi, thì các bạn sẽ thấy là có đo được
số bước chân mình đi nè, số lượng calo tiêu thụ hàng ngày, vuốt cái nữa là đo nhịp tim, vuốt một cái nữa là đo nồng độ oxy trong máu, vuốt qua nữa là thời gian, tổng thời gian luyện tập thể dục thể thao này nọ, và cuối cùng là đo giấc ngủ, và coi được luôn cả thời tiết nha. Và cái thời tiết này sẽ dựa trên cái GPS ở trên cái điện thoại mà nó kết nối vô, thì mình thấy đo khá chính xác. Và một cái nữa là khi các bạn kéo qua thì sẽ có thêm cái mục gọi là trình điều khiển nhạc ở đây, giúp cho các bạn có thể điều khiển nhạc trên YouTube hoặc là trên cái ứng dụng nhạc trên điện thoại di động của các bạn trong lúc quá các bạn luyện tập mà không cần phải sử dụng tới cái smartphone của các bạn, thì nói chung cũng khá là tiện. Rồi về mặt mà thông báo thì sao? Là khi các bạn mà có thông báo thì tự động nó sẽ pop up lên cho các bạn coi được cái thông báo đó. Còn nếu như các bạn mà muốn duyệt qua nhiều thông báo cùng một lúc thì các bạn chỉ cần vuốt từ dưới màn hình vuốt lên thôi thì nó sẽ hiện khá là đầy đủ. Đó, bao gồm là Messenger rồi Telegram và mấy khác, và các bạn muốn xóa nhanh thì các bạn muốn xóa tất cả là các bạn có thể xóa hết rồi. Nói chung là rất là tiện. Cuối cùng là vuốt từ trên xuống thì sẽ là cái gì? Thì xuống từ trên xuống sẽ là 6 cái nút setting cơ bản của cái máy này, chẳng hạn như là giấc ngủ nè, bật đèn pin, chỉ rung, chỉnh độ sáng màn hình, và chức năng gọi là đưa tay lên tự động sáng màn hình, và cuối cùng là cái mục gọi là vô cái phần setting của máy. Đó, nói chung là cực kỳ đơn giản và sẽ dễ xài ha. Thì các bạn chỉ cần cầm về vọc vạch tầm 5-10 phút là các bạn có thể sử dụng cái mẫu Honor Joyband này rồi. Rồi, và bây giờ tới một mục khá là quan trọng, đó chính là cái mục gọi là theo dõi sức khỏe đi. Thì cái mẫu máy này làm được cái gì? Thì đối với mình nha, cái mẫu này khi mà mình đeo ở trên tay thì mình có thể theo dõi được ba cái mà mình quan tâm nhất, đó chính là theo dõi được nhịp tim của mình nè, theo dõi được nồng độ oxy trong máu, theo dõi được cái mức độ stress của mình, và cuối cùng là đo cái giấc ngủ của mình. Đó, thì mình đeo trong suốt một khoảng thời gian qua và mình có thử mình so sánh với cái mẫu Huawei Watchfit 3 mà mình đã từng review ở trong video trước đây ha, thì mình thấy cái sự lệch của nó không quá là nhiều. Đó, cho nên là các bạn có thể gọi là đeo và có thể theo dõi được cái sức khỏe của mình hàng ngày để biết coi mình có một cái sự thay đổi nào đó hay không. Nhưng mà một lần nữa cần phải lưu ý với các bạn đó là đây không phải là một thiết bị đo chuyên dụng. Các bạn không thể nào mà các bạn tin nó 100% được. Cho nên nếu như mà các bạn thấy mà ví dụ như nhịp tim của các bạn mà có vấn đề gì đó, đập nhanh hơn hay khó chịu hay là tức ngực hay là một vấn đề gì đó về giấc ngủ các bạn đi, thì các bạn không chỉ là coi do trên đây không mà các bạn phải đi tới bác sĩ ha, thì cái đó sẽ ổn hơn. Chứ cái này không thể nào mà so sánh được với những cái mẫu mà gọi là đồng hồ mà đo chuyên dụng cho sức khỏe lên tới 20-30 triệu được đâu. Nó chỉ giúp cho các bạn là coi một cách khái quát được cái nhịp tim của các bạn, và có thêm một cái nữa mình thấy là nó đúng hơn đó, đó chính là nó giúp cho bạn luyện một cái ý thức gọi là quan tâm tới sức khỏe và luyện tập thể dục thể thao của các bạn nhiều hơn. Rồi, nói về cái việc mà đo nồng độ oxy trong máu hay là nhịp tim thì đồng hồ nào cũng làm được. Nhưng mà cái đồng hồ này tuy giá rẻ nhưng mà nó có một điểm khá là hay, đó chính là nó có thể tracking liên tục 24/7 cho các bạn một cách hoàn toàn tự động, chứ không phải là khi nào các bạn cần đo thì các bạn nhấn vô các bạn chọn là đo tao nhịp tim nha, đo nồng độ oxy trong máu cho tao nha, mà nó sẽ động nó đo và nó ghi lại những cái thông số đó ngay cả lúc các bạn luyện tập thể dục thể thao, trong lúc các bạn làm việc hoặc là trong lúc các bạn ngủ, thì nó sẽ âm thầm hoạt động 24/7 luôn. Và suốt sau một ngày dài các bạn có thể mở cái app lên và các bạn có thể coi lại những cái thông số sức khỏe của các bạn. Nói về cái khả năng luyện tập thể dục thể thao đi, thì cái mẫu đồng hồ này tuy nhỏ gọn vậy nhưng mà nó cung cấp tới 119 bài tập khác nhau. Đó là nhà sản xuất họ nói vậy, và mình có thử vô mình coi mình đếm thử thì cũng nhiều đó các bạn. Tất nhiên là bài ở trong nhà nè, bài ở ngoài trời, bài ở trong phòng gym có đầy đủ cả. Có những cái bài quen thuộc chẳng hạn như là tập gym nè, nhảy dây, bơi lội, đạp xe đạp, thì nói chung là có đầy đủ cho các bạn cả. Rồi còn một điểm nữa, đó chính là cái đồng hồ này có app hay không thì xin hứa các bạn là có ha. Nhưng mà một điểm ban đầu là mình cũng hơi bị nhầm lẫn một chút xíu, đó là trước đây mình cũng đã từng xài những cái đồng hồ của Honor rồi, và nó có cái chức năng gọi là Honor sức khỏe, nhưng mà mình search hoài nó không có ra được cái đồng hồ này. Thì khi mà mình đọc lại cái bản hướng dẫn sử dụng lần nữa thì mình biết là cái đồng hồ này sẽ sử dụng một cái phần mềm khác, là phần mềm gọi là WearSync nha các bạn. Đây mình show cho các bạn coi luôn, phần mềm gọi là phần mềm WearSync, và nó khi mà các bạn vào cái phần mềm này thì nó sẽ có thể nói là nó tổng hợp lại tất cả những cái thông tin ở trên cái đồng hồ này ghi nhận được để cho các bạn có thể theo dõi được, chẳng hạn như là hoạt động hàng ngày của các bạn, hồ sơ luyện tập của các bạn hàng ngày có gì, giấc ngủ của các bạn ra sao, số bước chân, calo, nhịp tim, nói chung là có đầy đủ cả. Và có luôn cái phần gọi là tập luyện, là chẳng hạn như là chạy bộ, đi bộ nè, thì nó có thể
các bạn có thể nhấn vô bắt đầu chạy bộ thì nó sẽ dùng GPS ở trên cái máy này để nó đo được cái khoảng đường các bạn chạy ha. Có một điểm nữa các bạn cần phải lưu ý cho các bạn về cái mẫu đồng hồ này, mình có thể nói là mình tạm gọi đây là một cái mẫu đồng hồ bán độc lập. Tại sao gọi là bán độc lập? Như mình có nói lúc nãy, đó chính là nếu như mà xét về cái việc mà theo dõi sức khỏe thì nó tracking 24/7, nhưng mà nó không hề có wifi riêng, nó không hề có GPS riêng, mà nó phải dựa vào GPS và wifi của cái điện thoại của các bạn. Đó, chính vì vậy nếu như mà các bạn mà muốn tận dụng tối đa cái khả năng của cái đồng hồ này thì các bạn cần phải cầm theo cái điện thoại của các bạn, từ việc nhận thông báo nè, từ việc dùng GPS để chạy bộ đó, thì lúc đó thì nó thì cái đồng hồ này nó cần cái sóng wifi và GPS từ cái điện thoại chính của các bạn ha. Nãy giờ cũng nói quá là nhiều về những cái tính năng về của cái mẫu đồng hồ này rồi, còn một điểm nữa mà khi mình có nói ở đầu video đó chính là cái thời lượng sử dụng pin của cái đồng hồ Honor Joy Band này. Thì có thể nói luôn, mình thực sự quá ấn tượng, bởi vì mình sạc từ thứ bảy tuần trước tới bây giờ là đã trọn vẹn một tuần rồi mà nó vẫn chưa hề hết pin. Nhà sản xuất nói là nó có thể hoạt động lên tới 12 ngày liên tục, mà mình xài 7 ngày mà còn 44% pin thì cũng thấy gọi là sấp xỉ. Ở đây mình test thêm cái chế độ là mình không có hạn chế gì ha, không bật tiết kiệm pin, không để độ sáng màn hình một nửa, mà mình để lúc nào cũng là full độ sáng, rồi nhận tất cả những thông báo từ đồng hồ của mình, và có luôn cả gọi là tracking nhịp thở, nhịp tim của mình 24/7, mà nó vẫn còn cái thời lượng pin như vậy. Thì mình nghĩ là wow, vậy là các bạn có thể thoải mái gọi là đeo cả ngày luôn, đeo cả trong giấc ngủ luôn để các bạn có thể đo được. Và khi mà nó gần hết pin rồi thì các bạn chỉ cần lấy ra và các bạn sạc trong vòng khoảng chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là nó đầy pin, và các bạn có thể sử dụng tiếp thêm khoảng chừng hơn tuần nữa các bạn mới cần phải sạc lại. Một điểm rất là đánh giá rất là cao ở trên cái mẫu máy này. Và đó là tất cả những gì mình trải nghiệm về cái mẫu Honor Joy Band này trong suốt 2 tuần vừa qua. Tất nhiên trên mẫu đồng hồ này vẫn còn rất rất là nhiều những tính năng phụ nhỏ nữa mà mình cần phải cần thêm những thời gian để mình đánh giá thêm, và mình có thể mình làm một cái video khác mình chia sẻ cho các bạn. Nhưng ở video này mình có thể đánh giá luôn, nếu như ở trong cái tầm giá khoảng chừng 600.000 các bạn có thể săn sale được ha, thì đây là một cái mẫu đồng hồ đeo thông minh đeo tay cực kỳ đáng mua, bởi vì thiết kế nó gọn gàng, nó nhỏ nhắn, nó dễ đeo cho cả nam lẫn nữ. Cái thứ hai đó chính là một cái hệ khả năng hiển thị vô cùng tối ưu, không chỉ là cho việc luyện tập thể dục thể thao mà cho cả việc theo dõi thông báo hoặc là theo dõi sức khỏe, mình cảm thấy rất là hài lòng ở trên cái mẫu đồng hồ này. Ngoài ra nói về khả năng luyện tập thể dục thể thao thì cũng có rất là nhiều những bài tập cho các bạn, theo dõi sức khỏe thì cũng đầy đủ những yếu tố cơ bản, và đặc biệt đó là thời lượng sử dụng pin nó trâu, không cần phải sạc pin quá là nhiều lần, không như nhiều những mẫu đồng hồ thông minh đến từ hãng hoa quả nào đó mà phải hơn ngày, ngày rưỡi là phải sạc lại, thì mẫu này lên tới 2 tuần. Đó. Và đó là tất cả những gì về mẫu Honor Joy Band này. Bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới mẫu đồng hồ này thì hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn nha.